kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Nay mình vừa nhận một kiện hàng từ Shopee. Khi mà online nhận hàng, các bạn dành một chút thời gian quay video unbox và test nhanh nếu có thể, để chẳng may hàng hóa của chúng ta có nhầm lẫn sai sót hay là gặp vấn đề gì thì các bạn làm việc với Shopee, Lazada cho dễ nhé. Kiện hàng của mình ngày hôm nay là một đơn hàng mình cực kỳ mong chờ luôn. Viên pin sạc dự phòng siêu mỏng đến từ Xiaomi với dung lượng 5000 mAh. Hôm vừa rồi khi mà phát hiện ra cái viên pin này được bán trên Shopee, mình có đăng lên group và thấy được đặc biệt cực kỳ nhiều anh em quan tâm luôn. Mình nhận ra là những cái sản phẩm mà nhỏ nhỏ xinh xinh luôn, mignon, lại được rất là nhiều anh em quan tâm. Có thể kể đến một điển hình trong group là con loa Edifier MP85 Plus, con loa nhỏ nhỏ xinh xinh với giá khoảng hơn 100k đó. Thì hôm vừa rồi mình cũng có săn sale đặt được cái viên pin này. Mời anh em đập hộp và trải nghiệm cùng mình nhé. Hôm vừa rồi thì shop nó có tung cái voucher 160k. Hiện tại mình check vẫn còn nhé. Mình sẽ để bên dưới cho anh em nào quan tâm thì có thể vào lấy và áp mã. Áp voucher của shop xong là còn từ 560 là còn 400k. Sau đó thì anh em có thêm xu và mã giảm giá của Shopee thì anh em áp thêm vào. Hôm trước là mình mua được với giá là 350 các bạn. Nói chung là những cái sản phẩm mà nó theo cái thiên hướng, một cái thiên hướng nào đấy như kiểu là siêu nhỏ gọn này hoặc là kiểu siêu đẹp thì khó mà có giá kiểu nó rẻ so với cùng cấu hình được. Với mức giá 300.000 thì các bạn có thể mua được những viên 10.000 rất là thoải mái rồi. Thế nhưng mà viên đấy nó lại không có các cái đặc điểm đặc biệt như là viên siêu mỏng này. Mình quay video unbox để trước tiên là phải chắc chắn xem có đúng là hàng real hay không. Tại vì Xiaomi thì hàng fake khá là nhiều đấy. Nhận hàng thì anh em cũng nên quay cẩn thận một chút. Kể cả đơn hàng to hay đơn hàng nhỏ, chúng ta nên có cái thói quen unbox, quay video unbox thật kỹ. Wow, đây là cái hộp của nó này các bạn này. Hộp cũng rất là nhỏ luôn, mỏng. Nhìn có vẻ sắc nét như này. Đây. Model của nó là PB0520MI. Kích thước này 11,3 cm này. Dày là 5,3 cm. Và một chiều nữa là 10mm này. Ồ, cái này giống như là kích thước của hộp hơn nhỉ. Chúng ta sẽ cùng khui các bạn nhé. Xem là nó nhỏ đến cái mức độ nào. Ồ, quên không lượm sẵn ra đây những viên pin sạc dự phòng mà chúng ta đã từng gặp, để các bạn dễ dàng thấy được cái sự khác biệt về kích thước. Đây là sợi cáp tặng kèm này, C2C, và nó hơi cứng một chút các bạn, nó không mềm giống như là cái cáp ngắn của Samsung. Đây mình sẽ lấy cáp của Samsung và lấy một vài viên pin sạc dự phòng mà mình đã từng review để anh em cùng tham khảo về kích thước của nó. Đây là sợi cáp của Samsung này, đây là sợi cáp của Xiaomi, nó cứng hơn các bạn. Hai cái đầu này là nhựa cứng các bạn nhé, chứ không phải là cao su. Và nó vẫn còn cái lớp ni lông ở đây để chống chảy xước này. Đó, anh em sẽ bóc ra nó sẽ mới cứng. Mình sẽ phải nhanh tay mình nhặt cái viên mà xuất hiện trên kênh của mình gần đây. Đó. Ok, đây là sách hướng dẫn sử dụng này, anh em nên đọc qua để biết đầy đủ các tính năng của viên pin nhé. Toàn tiếng Trung. Còn đây là viên pin sạc dự phòng của chúng ta. Wow. Khá là mỏng các bạn ạ. Nhưng mà cái kích thước thì đây. Nó sẽ theo cái màu kiểu màu này là màu xanh tím nhưng mà làm bóng các bạn nhé. Rất là mỏng. Bên cạnh này các bạn sẽ có đèn báo này, hình như là đèn báo vạch pin. Đấy, đây này. Bao nhiêu phần trăm pin này thì sẽ có màu gì, kiểu như vậy các bạn. Thì anh em sẽ dí cái app Google dịch vào đây. Rất là mỏng luôn. Và nó làm bằng nhựa các bạn nhé. Khu vực này thì nó được in laser. Sờ vào là các cái chữ nó bị khắc chìm xuống dưới các bạn nhé. Nên là anh em sẽ không sợ đúc túi quần, túi áo mà lâu ngày nó bị bay mất chữ, khả năng là sẽ không bay được. Các cái logo tiêu chuẩn của sản phẩm này. Dung lượng cell pin là 5000. Rate capacity ở đây là 2700 ở 5V 2.4A. Đấy, dung lượng cell tính theo watt giờ này.
Input ở đây là 18W, output cũng là 18W luôn. 20W mắc ở đây, PD mắc 20W. Như vậy là cái này thì anh em sạc cho iPhone là ngon lành rồi. Rất mỏng các bạn, nhưng nó có bám mồ hôi dấu vân tay này. Và nó sẽ tự bay đi này. Đó, nó tự bay đi cái bề mặt này. Tay mình đang hơi nóng nóng, nó sẽ tự bay cái vết mồ hôi đấy đi các bạn. Thế còn bẩn thì nó sẽ không tự bay được các bạn nhé. Khá là mỏng luôn. Đây là khu vực cổng C của nó này. Cấm xem nào. Mỏng như này thì nó sẽ phù hợp để anh em cầm theo kiểu như thế này, này. Mình thấy rất là nhiều người có cái thói quen cầm sạc dự phòng kiểu như này. Người ta sẽ cầm như này các bạn. Cắm vào đây. Đấy. Đó. Sạc cho chiếc Samsung của mình thì nó chỉ nhận là sạc nhanh thôi. Không nhận được sạc siêu nhanh vì chưa đủ công suất. So sánh với những viên pin sạc dự phòng đã xuất hiện trên kênh của mình gần đây. Mỏng hơn rất là nhiều. Cái này mà đốt túi quần thì phải nói là rất mỏng. Đây là viên 30W của Ugreen. Nhưng mà dung lượng của nó khác nhau nhé. Đơn thuần là mình so sánh dung lượng công suất khác nhau. Đơn thuần ở đây mình so sánh để các bạn dễ dàng hình dung ra xem là cái kích thước của cái viên Xiaomi này nó như thế nào. Đây cũng là một viên 5000 của USAM. Đó. Viên này Red Capacity mình đo được thì nó rơi vào 2008. Giống như là thông số họ quảng cáo luôn. Cơ bản cũng khá là mỏng. Nhưng mà nó có thêm sạc không dây. Đó. Ô, tính ra thì thằng này cũng khá là mỏng các bạn. Thằng này thì cũng rất là mỏng. Đó. Thằng này lại rẻ hơn. Nhưng mà Xiaomi thì sẽ là tín hơn. Xiaomi tín hơn về mặt thương hiệu. Đó. Viên này tính ra nó cũng không thua kém nhiều. Giá thì khoảng 300k. Nếu mà vào đợt sale thì có thể là up thêm được một vài mã nữa. Viên này mình cũng có video review và bung nội thất chi tiết rồi. Ok, mở đến đây là có vẻ như là hàng real rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành sạc pin và mang đi test sạc xả các bạn nhé. Video unbox thì nó chỉ đến như này thôi. Đâu để xem nào. Mình sẽ lấy một cái sợi cáp C2C dài cắm vào để xem nó nhận sạc bao nhiêu watt. Rất là mỏng. Những cái viên dung lượng thấp này thì nó thuộc thị trường gọi là thị trường ngách trong pin sạc dự phòng rồi. Đây nó đang nhận là sắp xỉ tròn 18W các bạn nhé. Nhận sạc vào này. Đó. Nó nằm trong thị trường ngách rồi cho nên là vốn dĩ là bây giờ mình thấy là 10.000 là một cái sự lựa chọn mà rất là nhiều anh em sẽ đồng tình với nó hơn là 5.000. 5.000 thì cái số người quan tâm đến bản thân là nó đã ít hơn rồi. Ok, mình sẽ tiến hành sạc xả nhé. Sau đó thì nếu như mà nhờ anh em quan tâm thì mình sẽ tiếp tục show cho anh em cái quá trình test kỹ hơn của mình. Cũng như là nhờ anh em quan tâm nữa thì chúng ta sẽ cùng bung nội thất xem viên này bên trong Xiaomi họ làm như nào. Còn nếu như chẳng ai quan tâm thì thôi, để nó một chỗ vậy. Chúc các bạn xem video vui vẻ và anh em nào thích cái viên mà mỏng, nhẹ, đẹp như này. Vâng. Cái này mà anh em tặng người thì hết bài rồi, rất đẹp luôn, rất sang xịn mịn. Ở đây không có phụ kiện túi tiết gì đi kèm nhỉ. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới như là Cuồng Thanh Nghe True Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.